với tổng diện tích là 1,1 hecta. Thực tế là 1.100 cây cà phê anh chị ha. Cà phê thì cà phê kinh doanh. Chất đất là chất đất đỏ ba gian và thế đất bằng như sân luôn anh chị nhá. Giá cả chủ nhà mong muốn bán là 550 triệu cho tổng diện tích này, chủ nhà lo thuế phí và các khoản giấy tờ khác anh chị ha. Sổ sách đầy đủ và chất đất đỏ ba gian. Đường xá ô tô ra vào tận nơi, đường to như thế này anh chị ha. Ô tô nhỏ, ô tô to đều vào được hết. Chủ nhà để lại máy móc, ống tưới đầy đủ hết anh chị nha. Và cà phê rất là đẹp như thế này. Đó. Anh chị quan tâm thì đi xem anh chị ha. Đây, và đường xá ở đây rất là đẹp như thế này. Đó. Một lô đất cực kỳ đẹp và có tổng diện tích là khoảng 1,1 hecta. Và cà phê kinh doanh như thế này. Thì thế đất anh chị xem ở trên video anh chị thấy sẽ thấy rất là bằng này. Ha. Rất là bằng. Đó. Bên mình á, thì giáp từ cái cây này. Đây, cây giòn này, kéo qua bên này và giáp cây sầu riêng bên trên kia của người ta anh chị ha. Và mình sẽ đi các vị trí cho anh chị xem này. Thế đất ở đây cực kỳ bằng luôn anh chị ha. Mình lên trên này cao một xíu cho anh chị xem. Đấy. Nếu ở đây thì anh chị sẽ nhìn thấy rõ hết tất cả các vị trí của lô đất này anh chị ha. Đây, 1 hectare này, bắt đầu từ đó nha. Từ chỗ cái chòi ấy. Đó, vòng xuống, vòng xuống. Vòng xuống. Buổi trưa này đi quay thì nó rất là đẹp video nhưng mà nó sẽ rất là nắng anh chị ha. Rất là chói nắng. Đó. Nhìn thấy đất cao trên xuống này, rất là đẹp. Nó lại mà thấy đất triền như vậy thì anh chị trồng cà thì sẽ không bị úng và cà rất là đẹp nha. Đó. Cà này thì cà giống mới anh chị ha. Cà cũng tương đối ok, chủ nhà chăm cũng rất là kỹ. Hôm nay em cũng đưa khách bên Lâm Đồng đi qua để coi và em cũng tiện thể quay lại review lại tất cả các chi tiết cho anh chị coi ha. Cái đường này á thì là đường nội bộ của người dân họ đi làm phía sau cho nên họ đi qua đường này anh chị ha, đường sẽ càng đi xuống luôn nhưng mà qua bên sát rẫy của nhà mình đó. Trong cái tổng diện tích của đám này á thì bằng nhá anh chị nhá, hoàn toàn nhá, 100% là bằng, đất bằng như sân luôn đó. Cà phê thì như thế này đó, chòm này cà phê rất là đẹp này đó. Đó, rất là bằng nhá anh chị nhá. Đó, anh chị nhìn vì thế mình quay video ở đây thì anh chị đã biết rồi, đất cực kỳ bằng luôn, lại đất đỏ ba gian. Đất này thì không sỏi đá anh chị ha, chất đất đỏ ba gian và không sỏi đá, rất là đẹp anh chị nhá. Đây, cực kỳ đẹp như này đó, nhìn xuống đây anh chị thấy không. Với tổng diện tích là 1 hectare thì chủ nhà đang nhờ bán là 550 triệu, giá không thương lượng anh chị nhá, giá là không thương lượng nhá, giá này chỉ có bớt lộc thôi và anh chị làm việc chính chủ luôn anh chị ha, gặp chính chủ làm việc luôn và giá không thương lượng, chỉ bất lộc anh chị nha. Đấy, một lô đất cực kỳ đẹp và giá cực kỳ mềm. Tất cả các khoản thuế phí á, thì giấy tờ á, thì chủ nhà lo hết anh chị ha. Ta công chứng mà sang tên, các khoản thuế phí đó thì chủ nhà đều lo hết anh chị nha. Đây. Bên tròm này thì nó hơi già anh chị này, chủ nhà làm không được kỹ lắm cho nên là đoạn này nó hơi thưa anh chị ha. Đó, hơi già. Đấy. Đây là phía dưới này. Đây là góc dưới. Thì bên hàng xóm họ đang trồng cà dây thì họ đang thu đây. Đó, đang thu cà luôn. Cà phê này. Cà dây thì nó chín muộn hơn. Còn cà bên này thì họ thu hết cách đây hơn một tháng rồi. Cái cà dây đây thì bên hàng xóm họ trồng và hôm nay họ mới thu này. Không? Đó. Cà rất là nhiều trái ở khu này mà anh chị chuyển đổi cũng được, hoặc anh chị để vậy luôn chăm cũng được anh chị ha. Chỗ chòm này rất là đẹp nhá, vị trí này thì tương đối đẹp ha. Thế đất thì thoải và chỗ này là hoàn toàn không đá luôn anh chị ha, rất là đẹp. Đó, cà phê như thế này quá đáng đồng tiền anh chị ha. 550 triệu, anh chị vô chỉ việc chăm và thu thôi, rất là đẹp như thế này ha. Đó, rất là ok anh chị nhé. Góc này thì rất là đẹp. Thì đây là cái đường để đi chợ xe càng và chợ phân, chợ đồ xuống đây. À, bên tay phải của mình á là đám này chủ nhà đang nhờ bán, còn bên tay trái á là đám cây dây của hàng xóm này, hiện tại trái quá trời trái này, họ đang chưa thu luôn anh chị ha. Hiện tại cà dây thì có những cây nó chín mà có những cây rất là còn xanh này,
Nếu anh chị sau này mà chuyển đổi thành cây cải dây này thì thu cũng sẽ rất là muộn. Đó, bên hàng xóm họ làm này. Còn bên này thì thu xong cách đây cả năm, à cả nửa, cả hơn một tháng này. Xanh um. Cả ở đây rất là đẹp nhá. Mình chỉ cần chăm được là rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị nhìn trên cao xuống là nhìn thấy nó rất là bằng này. Thế đất ở đây là chiên chiên. Đó. Rất là đẹp anh chị ha. Đường xá thuận tiện. Thế đất thì rất là bằng. Cà phê thì tương đối đẹp. Đây. Mình nhìn trên này xuống mình sẽ thấy. Bên xa xa đó là anh chị nhìn thấy là cái sầu riêng đó là của người ta anh chị ha. Cái đám này thì hoàn toàn cà phê thôi. Giáp sầu riêng bên kia là của nhà người ta thôi. Đó, như thế này. Với tổng diện tích 1 hectare mốt này thì vị trí này cũng là một vị trí khác của lô đất này anh chị ha. Vị trí này thì rất là đẹp này. Để chúng ta đi ra ngoài phía ngoài đường anh chị ha. Đấy. Sổ sách đầy đủ nhá. 550 triệu. Quá ok anh chị ha. Đây, chúng ta đi ra ngoài phía ngoài đường để anh chị xem này. Đây. Ngoài đường xá là đường to như thế này. Ha. Đường xá thông thoáng, to. Xe ô tô ra vào thoải mái anh chị nhá. Và cà phê là cà phê kinh doanh như thế này. Đó. Chất đất là chất đất đỏ ba gian, sổ sách sẵn, đường xá thông thoáng. Có một cái bất lợi là chỗ này đi đặt máy nổ với lại chỗ tưới hơi xa anh chị ha. Có nghe cách khoảng tầm 7 đến 8 cuộn ống. Cho nên là vị trí nào tưới thì tương đối xa. Đó. Còn lại cà phê đây rất là ok. Đây cũng một vị trí khác của lô đất này. Rất là đẹp. Cái vị trí này á thì đi về phía xã Nam Nung á thì khoảng tầm ủy ban xã thì khoảng tầm 15 16 cây anh chị ha. Đây ra đường lớn á thì ra đường ngay khu dân cư á thì khoảng tầm 4 cây. Còn đi về các nơi khác á thì nó sẽ thuận tiện á thì nơi mà thuận tiện giao thông mọi thứ á thì khoảng tầm 3 4 cây là tới. Và chỗ này thì cách đường điện khoảng tầm 2 đến 3 cây anh chị nhá. Cho nên là chưa có điện đâu. Khu này thì chưa có điện. Anh chị mua thì chỉ có sử dụng năng lượng mặt trời thôi. Đó. Nó cũng phù hợp thôi. Tại vì tiền nào của nó anh chị ha. Như đối diện bên này, chủ nhà hàng xóm họ không cần bán thì họ đang nhờ bán cả tỷ một hectare lận anh chị ha. Nhưng mà nhà này thật sự họ cần bán anh chị nhá. Giá chọn gói nhá. Giá là 550 triệu cho tổng diện tích là 1,1 hectare và 1.100 cây cà phê anh chị ha. Mà thế đất là vuông vức đẹp, sổ thể hiện đường, sổ đầy đủ anh chị ha. Đường xá giao thông thuận tiện, sổ thể hiện đường. Chất đất là chất đất đỏ ba gian, đất thì thuộc xã Tân Thành, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Đó, rất ok nhá anh chị nhá. Rồi chúng ta sẽ chốt lại một cái anh chị ha. Rồi đất này á thuộc xã Tân Thành, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Chất đất là chất đất đỏ ba gian. Đó. Sổ sách đầy đủ, chủ nhà mong muốn bán là 550 triệu, giá cả không thương lượng. Anh chị quan tâm thì liên hệ và chốt nha.